Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.